chào bạn, hiện tại thì mình đang trên tuyến buýt số 21A đi từ bến xe Giáp Bát đến bến xe Yên Nghĩa. Xe bắt đầu khởi hành, hôm nay là ngày đầu tiên các tuyến xe buýt hoạt động trở lại, và hiện tại thì theo mình thấy thì đây là xe buýt 8B, đây là xe 21 hoạt động thì sẽ có xe mới, nhưng mà hiện tại thì đây đang là xe 8B thì phá xe 21. Và sao vừa mình nhìn cái đuôi nó này, từ Long Biên đến Vạn Phúc Thanh Trì. Xe 21 này sẽ chạy khoảng 1 tiếng một chuyến. Trên xe tất cả mọi người đều đeo khẩu trang. Cái đầu tiên của tháng 4 đây. Mọi người xuống hết rồi và mỗi mình bây giờ một mình trên xe thì phải làm gì? Đây những hình ảnh này các bạn có thể nhìn thấy nè, trên các ghế thì mọi người không được ngồi trên những cái ghế mà có giấy dán này, theo chỉ đạo của chính phủ thì các phương tiện xe buýt thì như video hôm trước mình có nói thì các phương tiện xe buýt chỉ hoạt động khoảng 20-30% thôi, vì những xe buýt nào có lưu lượng hành khách lớn ấy, thì sẽ thay đổi từ 20-30%, còn trên xe thì không quá 20 người. Trình của xe buýt 21A thì nó
Trường Chinh.
đi trải nghiệm xe buýt 21 mới thôi. Đây chỉ là 008. Nhưng mà 08 cũng là một loại buýt được thay mới mà. Cho nên chắc đây có thêm được vị khách nào không? Thực ra này, lâu chưa lượn qua đây, chắc một tháng rồi mình chưa lượn qua đây ạ. Không tắt đường nữa. Trước đi ở đây cứ phải, nếu mà đi xe máy cứ phải 4-5 lượt đèn rồi. Bây giờ đi xe buýt một lượt đèn đã qua mà chả cần chờ lượt đèn nào nữa. Bây giờ là 6 giờ.
Cầu vượt ngã
nhìn cảnh như này các bạn có thể chán không? Chắc là chán. Rồi City vẫn khá là đẹp. Cái đèn này từ Tết đến giờ vẫn chưa tháo xuống. Từ Noel chứ. Năm nay đèn phải chơi rất là lâu. Tắt đường luôn.
tư này chuyên ra tắt đường. Mình có nên xuống Bách Hóa Thanh Xuân không? Bách Hóa Thanh Xuân thì có cây cầu vượt để đi qua đường. Ở đâu đi đến Đại học Hà Nội thì không có cây cầu vượt để đi qua đường cả. Nhưng mà đi từ Bách Hóa Thanh Xuân ra thì khá là xa. Mình sẽ xem lịch trả nợ dần dần vậy. Thế nào mà có xe buýt 3 năm hứa hẹn mãi chưa đi quay được. Không biết bạn đã chán mình chưa. Không, kết thúc mình riêng tại đây nhé. Đây là một cái tâm giác mới. Cho cái tam giác này vào đâm ra đường bé đi này. Rất là nhiều xe lại mượn lên kia để lách luật đi. Đường này bé đi đâm ra dưới này bị tắc. Thật sự thì có cái này thì cũng ăn cũng khá là tốt, nhưng mà không có thì tốt hơn, làm nó bé thôi. Không biết chỗ này định làm bốt, đặt bốt công an đây để bắt xe. Nếu các bạn đến Hà Nội học thì đường phố Hà Nội sẽ rất là thay đổi, các bạn không thể nào nhận ra trong hai ba tháng nghỉ Tết của các bạn. Ôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn, mình sẽ về điểm dừng lại. Đây là Bách Hóa Thanh Xuân, thì sau điểm này mình sẽ ở đây cũng tạo